Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của N11. Thì hôm nay mình vừa mới lên trên Steam và xem cái bảng thành tựu về tỷ lệ những người chơi hoàn thành được các thành tựu trong game của Dead Cells này. Thì các bạn để ý không, những thành tựu mà nó gọi là rất nhiều người hoàn thành được, tổng là trên 90% ấy. Nhưng mà có những thành tựu thì thực sự tỷ lệ thấp cực, có khoảng mấy phần trăm như này thôi. Thì thực sự thì hôm nay mình sẽ thử gọi là hoàn thành cái thành tựu mà đây, thành tựu này có 0.5% đấy các bạn nhé. Thực sự luôn thì mình không hiểu tại sao nó thấp đến mức như vậy. Thì nói chung là mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành cái thành tựu này và sau đó tìm sẽ chỉ tại sao cái khả năng hoàn thành của nó thấp nhá. Mình nghĩ là không phải là khó đâu. Ok, mình sẽ cùng vào game thôi. Nếu mà các bạn thấy video hay thì các bạn có thể ủng hộ bằng cách like, share, subscribe kênh cho mình nhé. Chúng mình sẽ làm 1.000 sub. Ok, mà video thôi. Mình đã trở lại rồi đây. Và các bạn thấy, mình sẽ vào trong Custom Mode. Và các bạn thấy đều Cooking Bowl đang ở đây này. Đây, mình sẽ nhập Cooking Bowl. Nhưng mà các bạn để ý không, ở góc này này, Custom Mode nếu mà bạn để cho một vũ khí bắt đầu ngay đầu tiên thì nó sẽ bỏ hành đi. Nên là mình sẽ chỉ chọn trích này. Các bạn hãy loại bỏ các vũ khí đi, các bạn X và bấm sáng với. Đấy, nó sẽ mất nhỏ vào đâu. Đấy, như này thôi, nó chỉ cần như này thôi. Và vô game luôn cho các bạn. Ok, thì để cho nhiều vài một tí thì mình sẽ đánh 5 BC nha các bạn. Đấy, có nhau King Bull này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thắt quái. Ôi. Ôi, vãi các bạn ơi. Mình đập vào một cái chết luôn thì thực sự là mình hỏi thật với các bạn là mình fan làm cái thành tựu được các bạn. Thì mình sẽ bắt còn những cái bạn thành tựu này. Thì cái thành tựu này nó sẽ yêu cầu mình là ở cái đòn đánh đòn đánh khi mà kiểu mình rút cái vũ khí về ấy. Thì nghĩa là sẽ đòn đánh thứ ba trong combo. Thì các bạn phải cái đòn đấy nó phải hạ được 5 quái nha các bạn, năm cái đấy kế. Thì thực sự cái này thì mình nghĩ thành tựu này mình nghĩ khá là khó, nhưng mà không sao cả, mình sẽ cố gắng làm được. Ok, có quái đây này, mình sẽ 5BC thì nó cái đặc trưng của nó ấy, là nó quái nó sẽ tiện, nó sẽ đuổi cho mình, nên là mình sẽ tập hợp nhiều con quái cùng một lúc nghe. Lâu không chơi thì kém các bạn ạ. Địch vậy. Địch có Kim Bull mạnh không? Tốc độ đánh nó hơi kém tí nhưng mà thực sự nó rất là mạnh. Ơ mẹ. Rồi, kéo. Mẹ. Ôi, ơi. Đó, phát chết luôn các bạn ạ. Thử rất là mạnh. Nhây này. Nhây. Nó càng rồi. Ô đó, nó giật đằng sau rồi không? Trời đất ơi, nó quá là đỉnh cao luôn. Ok, mình vòng khắp nơi rồi các bạn. Nhưng mà thực sự nó vẫn chưa thể làm được thành tựu đấy các bạn ạ. Còn một ít quá đây này, chắc không đủ đâu, không đủ đâu. Để mình sẽ sang Crazy World nha các bạn. Bởi vì ở đây nó có rất nhiều con quái con nó tập hợp lại với nhau, là mình nghĩ mình có thể sẽ hoàn thành được thành tựu này ở chỗ này. Ok, mình đến đây rồi. Má đúng quá. Mình tự là mình vừa mới bật acid mode lên các bạn ạ. Thì cái trạng mình bật lên là để cho đam nó thấp tí. Để nó quá nó chém mình nó chết các bạn ạ.
bởi vì ở quá này chắc đau lắm. Ui đấy bắt đầu rồi giết không chết rồi. Ui bình tĩnh tôi cơ nghe các anh chị làm bánh kem đầu thế còn sợ lắm. Rồi cuối này rồi không ạ. Mọi người nhá đều các bạn ơi nhá đỉnh luôn đến đây từng tập hết chúng nó ở đây các bạn. Không chết không chết đây rồi được rồi ơi mà được chứ gọi là đỉnh rồi các bạn. Rồi 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 đây 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 rồi đây rồi đây rồi 1 2 3 kéo. Mình thắng rồi các bạn ơi. Đấy thành tiêu rồi. Trời ơi dễ thành tiêu dễ các bạn quá dễ luôn thật. Ok thì mình nghĩ thực sự là thành tựu này tỷ lệ thành công chỉ có của tất cả người chơi chỉ có 0.5% thôi. Nhưng mà mình nghĩ là thực sự thành tựu này dễ các bạn ạ. Dễ đạt. Đúng đấy. Thì mình sẽ sau một vài thời gian mình có được tìm hiểu thì mình đã có những suy nghĩ rút ra cho mình là tại sao thành tựu này tỷ lệ lại thấp đến như vậy. Ok thì thứ nhất là thành tựu này nó không phải là một thành tựu mà người chơi sẽ hướng đến được. Nó chỉ là một hành động mà bạn sẽ có thể nhận được thành tựu ấy. Nó sẽ có thể nhận được trong khi mà bạn đang chơi thôi. Còn ví dụ các bạn ấy đi, những thành tựu như là đánh bot này, đánh The Queen này, đánh The Seven này. Đấy, mấy thành tựu đấy thì thực sự là nếu bạn đánh bại được thì bạn chắc chắn sẽ nhận được. Còn cái thành tựu vừa nãy mình nhận thì nó chẳng qua là vô tình thôi. Nó chẳng may là không may chơi, tao không biết, tao nhặt được đấy kiểu dạng vậy đó. Cho nên là tỷ lệ nó thấp hơn khá so với những thành tựu như là việc bạn đánh bại được The Queen hay là đánh bại The Seven. Ok cái nguyên nhân thứ hai mà làm sao cho cái tỷ lệ mà thành tựu này nó thấp đến như vậy chỉ có 0.5% thôi thì thứ hai ít là do cái quyết định bốn đấy nó là một vật phẩm trong DLC The Queen DLC. Thì thực sự đợi DLC này vừa mới ra được tầm khoảng 1 năm thôi. Mà thực sự là 1 năm sau này thì thời điểm thực sự này là không có quá nhiều người chơi Dead Cells như hồi 2019 nữa. Nên là đâm ra là thực sự là sẽ rất ít người là chịu khó hoàn thiện đến cái mức thành tựu này. Cho nên là tỷ lệ của nó không thấp nha các bạn. Và cái thứ ba thì mình thực sự bảo với các bạn là cái thành tựu này nó thực sự khó lấy. Về cái mức độ khó của nó thì dĩ nhiên là không phải là nó phải đánh đố bạn làm gì cả. Nhưng mà cái việc mà bạn cần làm nó là phải kéo được 5 kẻ địch. Mà nó thật với các bạn, bây giờ các bạn đang chơi mà 5 kẻ địch nó vào nó xông nó đánh các bạn thì nó thật với các bạn là bố nó không đỡ được các bạn nhá. Nếu mà các bạn không bật acid mode lên thì thực sự là con sẽ bị đánh gọi là chém chết luôn đấy, đánh chết luôn đấy. Đấy, mình cũng chỉ nói tầm đấy thôi. Bởi vì dạo này mình nói là mình không có soạn kịch bản các bạn. Nên là đâm ra là nói có hơi lắp lắp ở đâu thì các bạn thông cảm nha. Ok. Và trên đây thì là mình đã nói cho các bạn về thành tựu của nó là ít người đạt được nhất trong Dead Cells. Nói chung là chỉ có 75% người chơi đạt được thôi. Và còn một cái lý do nữa mình quên không nói với các bạn luôn. Đó là đây đa số game khá là đắt các bạn ạ. Cộng đồng mình còn là rất là nhiều người chơi chùa. Là tính ra cũng không có cả những người ở trong đấy nữa. Nên là đâm ra là không có cả trên cả các bên khác console hay là điện thoại nữa đúng không các bạn? Đấy, thì là cũng khá là ít, nói chung là cũng không thực hiện được gì nhiều. Và thế thôi, đấy mình chia sẻ thế thôi. Thì nếu các bạn thấy video hay thì nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha các bạn. Và cũng nhân tiện là đến năm mới rồi, năm dương lịch thì mình cũng chúc cho các bạn một năm mới gọi là vui vẻ nhá. Đấy, đến Tết âm lịch mình chúc các bạn tiếp, ok. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Dù là mình rất là lười ra video.